Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Minh Hưng. Bên cạnh của Duy đây là chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450. Đó, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, khi mà đứng trước cái phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy được cái sự hoành tráng của nó ha. Rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết thiết kế của AMG làm cho cái chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này trông cực kỳ cá tính và rất là hợp thời trang luôn các bạn nha. Đó, những cái chi tiết của AMG ở đây là bao gồm những cái gì thì đây các bạn, đó, lưới tản nhiệt dạng viên kim cương đó, với một cái logo to bản ở giữa nè. Thanh lưới tản nhiệt thì chúng ta là thanh một nan thôi ha. Ngoài ra thì một cái điểm mà làm cho cái phần mà đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này trông rất là dữ dằn và coi như là cực kỳ thể thao, đó chính là cái khu vực này đó, cạn dưới là các bạn thấy không, những cái chi tiết lồi và lõm nè ha, cũng như là những cái hốc gió lớn. Đó, làm cho chiếc xe của chúng ta thêm phần cá tính cũng như là tăng thêm cái khí động học rất là nhiều. Và một cái điểm mà coi như là không thể nào bỏ qua trên cái phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này, đó chính là cái phần đèn pha. Đèn pha này được thiết kế rất là đẹp luôn các bạn, rất là sắc sảo nha. Khi mà chúng ta nhìn từ phía trước á, thì chúng ta sẽ thấy được cái đèn này nhìn nó rất là ngầu nè các bạn thấy không. To ở đây rồi sau đó nhỏ lại ha, cũng như là hai cái mí LED chạy ban ngày nè. Đó, rất là đẹp các bạn thấy không. Đó, và một điều hiển nhiên trên chiếc xe GLE 450 này, đây là chính là cái đèn pha multi-beam LED ha, cái đèn pha thông minh nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, cũng như là ở bên trong của cái đèn pha multi-beam LED này thì Duy cũng đã nói rất là nhiều rồi, cũng có rất là nhiều những tính năng, và cái đèn pha multi-beam LED này nó sẽ đi phù hợp với mọi điều kiện đường xá khác nhau ha, như là mọi cái điều kiện thời tiết khác nhau. Đó, các bạn thấy không, nhìn cực kỳ cá tính luôn các bạn ha. Ngoài ra thì cái phần mà làm cho cái phần đầu xe của chúng ta thêm cái phần hấp dẫn nữa, đó chính là cái phần capo nè. Đó, capo của chúng ta có hai cái đường gân nhập nổi ở chỗ này. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay ha. Đó, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi là sang bên hông một chút xíu nữa. Thì các bạn sẽ thấy những cái chi tiết bên hông nó cũng làm cho cái phần chiếc xe của chúng ta thêm phần cá tính hơn rất là nhiều. Đây. Đó, một cái chi tiết nhỏ thôi các bạn. Đây là một cái vè xe thôi. Đó, đối với những cái chiếc xe có thiết kế AMG á, thì các bạn sẽ thấy có cái phần vè này. Đó, nó làm cho cái phần mà bên hông xe của chúng ta nó to hơn một chút xíu đó các bạn. Mặc dù là nó chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà làm cho cái xe của chúng ta vẫn thấy hấp dẫn hơn rất là nhiều ha. Đó, bây giờ Duy sẽ mời cái camera đi sát hơn một chút xíu. À, đây là cái phần mâm xe. Đó, thì đây là của bộ mâm đặc trưng của AMG nè. Các bạn thấy ở đây có logo của AMG nè nha. Đó, và thông số của cái lớp xe này là 275 trên 50 R20 ở bánh trước. Đó, và lớp xe của Mercedes-Benz GLE 450 này là lớp xe Grand Lab luôn các bạn. Đó, một cái lớp xe coi như là Duy cực kỳ thích luôn. Cũng như đối với những cái lớp xe Grand Lab thì các bạn biết rồi ha, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó, đây là một cái điểm mà Duy sẽ thích hơn trên chiếc xe Mercedes-Benz GLE. Đó, GLE thì vẫn sử dụng cái lớp thông thường các bạn. Đó, có trang bị thêm lớp xe dự phòng, nhưng mà đối với GLE này thì chúng ta sử dụng luôn cái lớp Grand Lab luôn. Đó, và một cái điểm mà cái này nó không biết là tùy theo mỗi người ha, mỗi gu ha, nhưng mà đối với Duy, Duy sẽ thích hơn cái phần mà hệ thống treo xe của chiếc xe GLE 450 này. Đó, GLE 450 này thì nó sử dụng hệ thống treo thích ứng đó, bằng lò xo thủy lực. Đó, thì đồng nghĩa với việc là cái phụ treo này nó cực kỳ bền luôn các bạn. Nó bền hơn rất là nhiều so với hệ thống treo khí nén của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450. Đó, các bạn biết rồi ha, Mercedes-Benz GLE 450 thì sử dụng hệ thống phuộc treo khí nén. Đó, các bạn sẽ có thể là nâng cao được, hạ thấp được gầm xe. Nhưng đối với cái GLE 450 này, trang bị hệ thống treo bằng lò xo thủy lực, hệ thống treo thích ứng, cực kỳ êm ái luôn. Đó, và tuổi thọ nó cực kỳ bền luôn các bạn. Duy đảm bảo với các bạn luôn, các bạn có thể đi hết cái đời xe 5 năm, 7 năm hoặc là 10 năm thì Duy đảm bảo luôn các bạn, hệ thống treo này nó cũng coi như rất là bền. Và tại sao mà Duy nói như vậy? Bởi vì là Duy làm ở Mercedes-Benz cũng khá là lâu rồi, cũng như là Duy đã từng bán những cái chiếc xe trước đây nó là ML các bạn, ML Duy đã bán cho khách hàng ha, cũng khoảng tầm năm 2013-2014 tới bây giờ, nhưng mà khách hàng vẫn đi không hề thay hệ thống treo xe. Nhưng đối với hệ thống treo xe mà bằng khí nén á, thì các bạn biết rồi ha, đỡ đường xá Việt Nam mình thì nó không phải là đẹp, cho nên là tuổi thọ của cái hệ thống treo khí nén đó nó cũng sẽ không có bền theo thời gian. Đó, thực hiện là đây là một cái điểm mà
Duy nghĩ là nếu mà các anh chị mà các bạn mà mua một chiếc xe mà muốn mà bền, muốn mà đi lâu về dài, cũng như là hạn chế nhất cái vấn đề mà sửa chữa bảo trì, thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này, thật sự nó là một cái chiếc xe mà cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đó, tại sao mà chọn GLE mà không chọn GLS các bạn? Thật ra hai chiếc xe GLE và GLS là hai cái phân khúc hoàn toàn khác nhau luôn. Đó, có những anh chị các bạn thì sử dụng một cái chiếc xe chạy hàng ngày ha, chạy hàng ngày trong thành phố nè, cũng như là đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC á, thì có thể là các chiếc xe GLC không đủ đáp ứng nhu cầu của anh chị. Và đối với chiếc xe GLS á, thì nó quá là to, nó quá là cồng kềnh khi mà di chuyển hàng ngày trên phố, thì Mercedes-Benz GLE 450 đây là một cái lựa chọn hợp lý. Đó, thì có rất là nhiều những anh chị hỏi là Duy, khi mà chọn cái chiếc xe, nên chọn cái xe GLE hay là chọn cái chiếc xe GLS ha, thì nhu cầu của anh chị các bạn là như thế nào ha. Anh chị cần một cái chiếc xe bền bỉ ha, di chuyển hàng ngày ha, gọn gàng ha, sang trọng và đẳng cấp ha, thì chiếc xe Mercedes-Benz GLE này đây là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, và Duy đảm bảo với anh chị luôn, nếu mà anh chị mà di chuyển hàng ngày trên phố ha, đi làm việc hàng ngày, thì chiếc xe GLE này nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều so với chiếc xe GLS 450. Bây giờ thì Duy sẽ cho các bạn xem bên hông nè. GLE 450 thì cái điểm nhận diện á là ở phần này các bạn nha, bên hông. Phần này thì nó sẽ rất là khác so với lại cái chiếc xe Mercedes-Benz GLS ha. Các bạn biết rồi ha, cột chữ A nè, cột chữ A là cột này ha. Cột chữ B nè, cột chữ C nè, và đây là cột chữ D. Đối với chiếc xe GLE 450 thì chúng ta là có thêm cái cột này. Nhìn rất là hay ha. Khi mà mở cửa chiếc xe GLE này các bạn cảm giác một điều nó cực kỳ chắc chắn luôn. Nó rất là nặng, cái cửa nó rất là nặng luôn các bạn. Và cái tiếng đóng cửa này các bạn thấy nè, rất là sướng ha. GLE 450 thì các bạn biết rồi ha, ở đây được trang bị một cái bệ bước ha. Đây là cái option tiêu chuẩn các bạn. Các bạn không phải bỏ thêm tiền để mua cái phần bệ bước này ha. Và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái thông số bánh sau coi nó có khác thông số bánh trước không nha. Lớp sau vẫn sử dụng là 275/50R20 nè. Lớp xe của chúng ta là lớp xe Runless ha. Bộ thắng đĩa ở phía sau này các bạn thấy không? Rất là to. Lớp xe của chúng ta sử dụng là lớp thương hiệu là Bridgestone các bạn nha. Bridgestone nè. Đây là một cái thương hiệu xe cũng rất là tốt. Bridgestone thì được cái là nó êm các bạn và nó bền. Một cái điểm nữa các bạn, đây. Đây là một cái thiết kế đặc trưng của AMG nữa nè, cái vè nè. Chỉ cần một cái chi tiết nhỏ như thế này thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy cái phần xe của chúng ta nó thể thao và cá tính hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi về phần phía sau của cái xe nè. Khi mà một cái chiếc xe các bạn nhìn từ phía sau á, thì nó cũng thể hiện được cái ít nhiều cũng thể hiện được cái đẳng cấp của chiếc xe cũng như là cái phân khúc của chiếc xe. Đó, thì cái phần đèn xe nè các bạn. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Cái phần đèn xe của chiếc xe GLE 450 này thật sự là Duy cực kỳ thích luôn. Đó, cái thiết kế mới các bạn. Đó, bên đây to hơn, sau đó vuốt nhọn nè. Nó sẽ khác với cái chiếc xe GLS một chút xíu ha. GLS thì được thiết kế cái đèn này nó sẽ bầu bầu ha. Nhưng mà cái phần GLE thì chúng ta sẽ thấy nó cá tính ha, mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ở đây có chữ là GLE 450 nè, cũng như là 4MATIC là cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian trên chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này. Thì đối với hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian của Mercedes-Benz thì các bạn biết rồi ha, nó cực kỳ nổi tiếng luôn. Và hệ thống vận động 4 bánh này nó sẽ tự động làm việc và tự động chia cái tỷ số truyền khác nhau, phân bố khác nhau giữa bánh trước và bánh sau. Ok, tiếp theo nữa là cái phần khu vực ở dưới các bạn. Thực ra với cái chi tiết này thì Duy cũng đã cho các bạn xem rồi, trên những chiếc xe GLC nó cũng sẽ giống tương tự như thế này thôi. Đó, mặc dù đây là cái chiếc xe chúng ta đang nổ máy nha bạn, nhưng mà Duy sẽ để tay vào luôn. Bởi vì đây là một cái chi tiết bô giả ha. Nó không có hơi nóng đi ra từ cái ống bô, mà hơi nóng của chúng ta nó sẽ chĩa xuống đất nè. Cả hai bên đều có hai cái ống bô để chĩa xuống đất. Thì đối với một cái chi tiết này mặc dù rất là nhỏ thôi, nhưng mà Duy thấy là Mercedes-Benz rất là chú trọng đến người dùng của chúng ta ha. Khi mà chúng ta đứng ở đây ha, các bạn sẽ biết rồi, hơi nóng có thể làm bỏng chân, nhưng đối với chiếc xe GLE, GLS thế hệ mới bây giờ hoặc kể cả GLC luôn thì chúng ta sẽ không bị cái điều đó. Ok.
Đây là phần cốp xe của chiếc xe GLE 450. Thì các bạn sẽ thấy nè, cái phần cốp xe của chúng ta khi mà chúng ta dựng cái hàng ghế sau cùng lên thì cái không gian ở cốp xe nó cũng không phải là quá to đâu. Ở đây thì dưới đây thì các bạn sẽ không thấy là cái chỗ để lớp dự phòng. Đó, chỉ có một cái tấm để che hành lý thôi. Đó, bởi vì là xe của chúng ta sử dụng lớp Granlat rồi, nó không có cái tấm, không có bánh xe dự phòng cũng như không có đội, không có bơm gì hết. Đó, bởi vì là lớp Granlat rồi các bạn nha. Khi mà lủng bánh chúng ta vẫn tiếp tục chạy được. Đó. Trước đây thì tiền thân của chiếc xe GLE 450 này là chỉ thiết kế 5 chỗ thôi các bạn. Nhưng đối với phiên bản 2021 này thì Mercedes-Benz khá là thực dụng, đó là thiết kế thêm cái hàng ghế sau cùng nữa. Đó, thì có nhiều anh chị hỏi là cái hàng ghế sau cùng này ngồi nó có thoải mái hay không ha các bạn. Ngồi nó có thoải mái, có rộng rãi hay không, thì chắc chắn một điều luôn, không thể nào mà cái hàng ghế sau cùng này mà chúng ta muốn thoải mái, muốn rộng rãi như một chiếc xe van được hết. Bởi vì là tiền thân của nó vẫn là cái chiếc xe 5 chỗ đó, nhưng Mercedes-Benz thiết kế thêm hai cái hàng ghế sau như thế này nữa, để mà trong những cái trường hợp mà cần thiết chúng ta vẫn có thể sử dụng được nó nha. Các bạn hình dung thử nha, là buổi tối nha, chúng ta đi ăn cùng với gia đình của chúng ta đó, thì trước đây thì chúng ta sẽ là 5 chỗ thôi, nhưng mà bây giờ đó thêm hai ghế nữa, chúng ta sẽ đi chỉ cần đi một xe thôi các bạn, không cần phải đi hai xe nữa ha, nó tiện lợi hơn rất là nhiều đó. Thực ra thì Duy nghĩ là nếu mà đi đường dài thì vẫn ok thôi, không vấn đề gì đâu đó. Bởi vì là đây nè các bạn xem nè, cái độ chỗ để chân nó cũng còn khá là rộng rãi luôn nè, cameraman đi sát vào đây nè đó. Thật ra Duy nghĩ là ở cái hàng ghế sau cùng này người cao khoảng tầm 1m65 là có thể ngồi được thoải mái các bạn nha. Đó, cao quá thì chúng ta sẽ ngồi nó hơi khó chịu thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này, xem có những cái điểm gì đặc biệt ha. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 các bạn. Thì là mới vào ngồi vào thôi, nhưng mà Duy cảm giác là một điều nó cực kỳ thoải mái luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây mình đã quen ngồi ở trên những cái chiếc xe nhỏ như là CE hoặc là trên xe GLC rồi. Đó, ngày hôm nay được ngồi trên chiếc xe GLE này thì nó cực kỳ to, cực kỳ thích. Cái gì nó cũng to hết các bạn. Và đặc biệt là cái màn hình ha, cái màn hình nó cực kỳ to luôn. À, đã các bạn ha. Thì gần đây bạn Duy nghe rất là nhiều những cái ý kiến của những anh chị khách hàng của mình ha, là đối với những chiếc xe Mercedes-Benz á, thì cái phần màn hình này nó được thiết kế rất là liền lạc và nó ẩn ở trong bên trong cái phần táp lô này đó. Thì đây là một cái chi tiết mà Duy thấy là khách hàng bên Duy cực kỳ thích nè. Nhưng trong khi là những cái hãng xe khác, những cái đối thủ các bạn, thì các bạn biết rồi ha, nó sẽ có một cái máy giống như một cái màn hình to nằm ở trên cái táp lô như thế này đó. Thì khách hàng phản hồi là khách hàng không thích, bởi vì là nhìn nó sẽ rời rạc hơn và nó kém phần sang trọng đó. Và Duy cũng thấy điều đó các bạn, Mercedes-Benz khá là tinh tế trong cái phần mà thiết kế cái cụm táp lô này đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn nha. Và cái thiết kế tổng thể của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này thì các bạn nhìn thấy nó rất là giống trên chiếc xe là GLS 450, hầu như là nó y chang luôn các bạn, không khác gì nhiều quá trơn á, y chang luôn. Kể cả những cái phần chỗ để tay nè, rồi những cái hốc gió máy lạnh được thiết kế ra dạng ô vuông nè, rồi những cái nút bấm, nói chung là kể cả cái phần ốp gỗ luôn, gỗ màu đen mờ nè, nó cũng sẽ y chang trên chiếc xe là GLS 450, không có khác gì hết. Đó, màn hình cũng vậy các bạn. Đó, và những cái thiết kế mới trên chiếc xe GLE GLS này thì các bạn thấy nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái mẫu xe khác nè. Cái cần số cũng sẽ được thiết kế nó gọn gàng hơn, tinh tế hơn nè. Đó, và cái phần mà xi nhan nè các bạn, đó nó sẽ mượt mà hơn và nó cũng có một cái độ nảy hơn nữa. Đó thì những khách hàng của Mercedes-Benz đó các bạn biết ha, cực kỳ khó tính luôn. Đó, kể cả là cái cần xi nhan thôi thì khách hàng cũng sẽ để ý nữa. Đó, đánh xi nhan mà cái cảm giác mà nó không được mượt mà khách hàng cũng không thích nữa. Đó, khách hàng của Mercedes-Benz cực kỳ khó tính cũng như là cực kỳ sành điệu ha. Đó, những cái chi tiết và được thiết kế ở khu vực chỉnh máy lạnh này, các bạn nhìn thấy nó rất là giống những cái phím đàn piano ha, rất là sang trọng, rất là tinh tế luôn các bạn. Khu vực này thì nó cũng như là những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thôi. Đây là cái khu vực điều khiển trung tâm nè, touchpad nè, con chuột cảm ứng đó các bạn, bàn phím cảm ứng nè. Ha, khi mà chúng ta cảm ứng thì nó sẽ có cái tiếng rung, cũng như là có độ rung, cũng như là nó có một cái tiếng để phản hồi cái xung lực. À, chế độ lái của chiếc xe này thì đối với cái
Mercedes-Benz GLE 450 hoặc là GLS á, thì nó cũng sẽ có 5 chế độ lái, nhưng nó sẽ có một cái chế độ lái off-road này. Đó, khi mà chuyển sang chế độ lái off-road này là chế độ lái vượt địa hình chuyên nghiệp á, thì tốc độ của chiếc xe của chúng ta chỉ cao nhất là 110 km/h thôi, và hộp số động cơ của chúng ta là chuyển sang cái chế độ lái off-road nè, có nghĩa là moment xoắn nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại là chế độ lái thông thường. Các bạn, ta lái sẽ là ở chế độ là êm ái nè, hệ thống ESP nó sẽ chuyển sang chế độ lái off-road cộng. À, khi mà chuyển sang chế độ lái off-road như thế này thì đồng nghĩa với việc là cái đèn pha multi-beam led của chúng ta nó cũng sẽ chuyển sang chế độ lái off-road luôn, có nghĩa là cái đèn pha của chúng ta nó sẽ hạ thấp xuống cũng như là nó dang rộng hai bên để mà chúng ta có thể là quan sát những cái đoạn đường mà mấp mô hoặc là ổ gà, ổ voi đó, hoặc là những cái đoạn đường mà đá tảng đó, như vậy thì nó sẽ quan sát dễ hơn cho chúng ta ha. Còn lại thì cái khu vực màn hình này thì Duy cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, nó rất là giống trên chiếc xe GLS như là chiếc xe Mercedes-Benz E300 các bạn. F1 CarPlay là một cái chi tiết mà hầu như là khi mà lên xe thì Duy đều phải cắm cái điện thoại của Duy vào cái này ha, F1 CarPlay nè. Đó, khi mà chúng ta cắm cái điện thoại và chúng ta vào thì đồng nghĩa với việc là cái điện thoại của chúng ta cũng sẽ được sạc nè, cũng như là chúng ta sẽ quên cái điện thoại luôn các bạn, tất cả mọi cái nó đều sẽ báo ở trên này nè. Đó các bạn ha, nghe nhạc rồi tin nhắn nó cũng sẽ báo trên đây, rồi điện thoại nè ha, nó cũng sẽ hiện ở đây ha. Đó, rất là tiện lợi. Ok, khu vực này thì các bạn thấy nè, được thiết kế là bằng cái thanh trượt nè, ốp gỗ màu đen mờ ha, rất là đẹp, rất là sang. Đó, quăng ngoài các bạn biết rồi ha, nó sẽ sạch sẽ hơn, không để lại dấu vân tay nè. Đó, rất là đẹp. Đèn viền nội thất bây giờ nó sẽ khác các bạn nha. Đèn viền nội thất trên chiếc xe GLE, GLS nó sẽ khác. Nó là một cái đường chỉ ha, chạy thẳng nè. Trong khi đó thì đối với những cái dòng xe như là C, Y hoặc là GLC á, thì các bạn thấy là đèn nội thất nó được hắt từ phía trong, chúng ta sẽ không thấy cái đường chỉ như thế này. Đó, cái đường chỉ này thiết kế nhìn rất là đẹp các bạn. Đó, và đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta vẫn có 64 màu đèn viền nội thất thôi. Những cái chi tiết này thì nó là hầu như là trên đa phần những mẫu xe Mercedes-Benz đều có ha, Duy cũng sẽ không nói lại nhiều nữa. Đó, ta lái của chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này nó cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Nó cực kỳ nhẹ luôn, mặc dù chiếc xe của chúng ta nhìn thấy nó rất là to, nhưng nhìn rất là cồng kềnh, nhưng cái tay lái nó cực kỳ nhẹ nè, rất là nhẹ. À, cần số của chúng ta thì các bạn biết ha, thì Duy cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi, nhưng mà những anh chị và các bạn mà lần đầu xem video này thì chắc chắn là cũng như là lần đầu được biết tới những chiếc xe Mercedes-Benz là Mercedes-Benz, thì các bạn sẽ thấy là cái cần số nó sẽ nằm ở đây ha. Khi mà chúng ta đạp thắng, chúng ta gạt xuống là nó sẽ vào số D nè. Khi mà chúng ta gạt lên là cài số lùi, cũng như là khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ là parking đậu xe. Cái cần số này là nói rất là nhiều lần các bạn, nhưng mà những anh chị khách hàng lần đầu tiên biết đến Mercedes-Benz thì có thể là sẽ không biết cái này. Nói ở khu vực này nó sẽ không có cái cần số xe, hoặc là có thể là nhầm lẫn cái này là cái cần số xe luôn các bạn. Nó này không phải cần số xe nha, nó cứ ngắt à, cái chỗ này để chúng ta để cái tay của chúng ta để chúng ta điều khiển thôi. Đó, mặc dù một cái chi tiết nhỏ như thế này thôi, nhưng mà các bạn thấy không, Mercedes-Benz cực kỳ tinh tế cũng như là rất là chiều người dùng. Đó, một cái chi tiết nhỏ như thế này, chỗ để tay thôi các bạn, nhưng mà Mercedes vẫn làm cho nó ha, rất là hay. Bên trong cái học đệ này thì để đồ này thì các bạn sẽ có là một cái USB Type-C các bạn nha, một cái USB Type-C để chúng ta có thể sạc điện thoại hoặc là kết nối USB để nghe nhạc. Đó, dàn loa thì của chiếc xe GLE 450 này chắc chắn một điều rồi là loa Boommaster 13 loa, công suất là 590W. Đó, dàn loa âm thanh này thì các bạn ha, cứ đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng này, Duy sẽ cho các bạn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh Boommaster này, bảo đảm luôn. Những anh chị các bạn nào mà khó tính về nghe nhạc ha, cũng như là một người cực kỳ sành điệu về nghe nhạc, thì Duy nghĩ là với hệ thống loa Boommaster trên chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 này cũng sẽ coi như là không làm các bạn thất vọng ha. À, ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe GLE 450 này để trải nghiệm cái không gian phía sau nha. Ok, bây giờ Duy sẽ đang ngồi ở không gian phía sau của chiếc xe GLE 450 này bạn. Trước đây thì GLE của chúng ta là nó sẽ không có di chuyển cái hàng ghế ở giữa này ha, nhưng mà bây giờ đối với chiếc xe GLE này, chúng ta có thể là di chuyển được cái hàng ghế giữa nè, tới lui lên xuống cũng như là chỉnh ghế nè các bạn. À, độ nghiêng của ghế nè. Đó, thực ra thì nếu mà trong trường hợp là không có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể là đẩy cái ghế của chúng ta sát ra phía sau để cho không gian ở phía sau
ở cái hàng ghế giữa này nó rộng nhất có thể là các bạn, thì sẽ duỗi thẳng chân luôn. À, các bạn thấy không? Trong trường hợp mà chúng ta có người thân của chúng ta đang ngồi ở phía sau ha, chúng ta có thể chia sẻ không gian này. À, cực kỳ thông minh, mình sẽ nói đang cực kỳ thông minh trong cái vấn đề mà thiết kế cái phần hàng ghế giữa cũng như hàng ghế sau cùng của chiếc xe GLE450 này. Đó, khu vực này thì chúng ta sẽ có là hai cái USB Type-C để chúng ta sạc điện thoại nè. Đó, chỗ này là chúng ta sẽ lấy cái gió của máy lạnh nè các bạn. Đối với chiếc xe GLE450 thì chúng ta sẽ không có chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh các bạn ở đây, mà chúng ta chỉ lấy là cái gió từ cái phía trước thôi, nhiệt độ từ phía trước để chuyển ra phía sau thôi. Đó, còn khu vực này thì chúng ta có thể để được một vài cái đồ đạc ha, ít đồ đạc ở đây thôi. Trên này thì sẽ có một cái nút để mà chỉnh đèn, hai bên đều có các bạn nha. Ok, khu vực này để chúng ta để tay, để được hai cái cốc ha các bạn. Ok, thật ra thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLE450 này các bạn, ngoài là một cái chiếc xe SUV, một chiếc xe địa hình ha, thì như nghĩ là nó cực kỳ phù hợp cho gia đình của chúng ta đó. Và như nghĩ là khoảng tầm 70% khi khách hàng đến Mercedes-Benz để chọn cho mình một chiếc xe các bạn, thì hầu như 70% các anh chị đều hướng tới gia đình của mình là nhiều đó. Bởi vì là đối với chiếc xe Mercedes-Benz rồi là một điều rất là coi như là mặc định từ đó tới giờ, đó là một dòng xe sang ha. Khi các anh chị và các bạn đi làm ăn, đi giao dịch, đi gặp gỡ khách hàng đối tác thì nó cực kỳ đẳng cấp rồi, cực kỳ mình không còn phải gì phải bàn nữa. Nhưng hầu như những các anh chị các bạn mà đến đây thì đều nghĩ cho gia đình của chúng mình, đều để nghĩ cho gia đình của mình ha. Và chiếc xe Mercedes-Benz GLE này là một chiếc xe giống như là dành riêng cho gia đình của anh chị bạn, tuyệt vời cực kỳ. Đó, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía trước để xem cái phần động cơ của chiếc xe GLE450 này nha. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLE450 các bạn. Thì đối với động cơ này nó sẽ cùng một động cơ với chiếc xe GLS450 luôn, nó sẽ không khác bất kỳ cái chi tiết gì hết. Và động cơ này là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng các bạn nha, 6 xi lanh thẳng hàng, đây là động cơ Y đó. Thì 3.0 lít. Thì đối với cái động cơ của chiếc xe GLE450 này thì đây là một cái động cơ mà có thể nói là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn. Cũng như là đối với cái chiếc xe GLE450 này thì động cơ này đạt rất là nhiều giải thưởng trên thế giới luôn các bạn đó. Và ngoài cái động cơ xăng truyền thống 3.0 lít thì GLE450 là được trang bị thêm một cái động cơ điện 48V được gắn ngay trên cái bánh đà của động cơ đó. Khi mà chúng ta đề máy khởi động của chiếc xe này thì nó cực kỳ êm ái luôn, cũng như là nó giúp cho chiếc xe của chúng ta mạnh mẽ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều khi mà chúng ta di chuyển trên đường phố các bạn nha. Đó, thì với công suất là 367 mã lực ha, cũng như là cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của chiếc xe GLE450 này. Một chiếc xe to như thế này các bạn, nhưng mà chỉ mất là 5,7 giây thôi. Một chiếc xe to như thế này mất 5,7 giây thì một cái điều cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, vì đảm bảo luôn các bạn, các anh chị và các bạn nào mà lái cái chiếc xe GLE450 này ha, thì Duy nghĩ là không thể nào mà chê được chiếc xe này. Nó lái như thế này, lái như thế kia nữa, vấn đề là quan trọng là các anh chị các bạn có thích nó hay không thôi. Cho về cái sự vận hành của chiếc xe GLE này thì Duy nghĩ là không có gì để bàn cãi nữa. Ok, bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.